gặp phải những vị khách như thế này thật sự là mình không muốn bán luôn á mọi người. Việc tặng quà cho mọi người á, nó giống như là một lời cảm ơn chân thành mà Cú muốn gửi đến cho khách hàng của mình. Nhưng có vài bạn hình như đang hiểu sai vấn đề này á. Bạn mua một mà đòi tặng tới 2-3 món, thậm chí là có bạn đòi hẳn những cái món đồ có giá trị lớn luôn. Và trong mỗi clip Cú đều có nói với mọi người là mua một chiếc hoặc là mua combo ở bên Cú thì Cú mới tặng quà. Còn có những câu hỏi giống như là em chỉ mua một cây bút thôi thì có được tặng quà không anh? Nó cũng sẽ giống như cái câu hỏi là bây giờ không đi thi thì có được lên lớp không á. Câu hỏi như thế này thì mình biết sẵn đáp án rồi mà. Chứ có đâu mà mình cứ em tưởng cái gì mà khôn dữ vậy em. Lần đầu tiên mà Cú gặp một người khách lạ lùng tới như vậy luôn á. Không biết có phải là do họ suy nghĩ ngây thơ không hay là do bản thân họ quá tham lam rồi. 12 giờ đêm Cú nhận được cái yêu cầu trả hàng hoàn tiền từ bạn này. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ á, bạn ấy cho là sản phẩm màu chiết ở bên Cú á là phải giao đến cho bạn một bộ màu nguyên, một bộ màu chiết. Rồi bạn cũng có nhắn tin cho Cú vì muốn được tặng kèm thêm vỏ màu. Bạn cũng không quên ghi chú vào trong đơn hàng là muốn được tặng kèm thêm khay pha màu nữa. Thật ra việc tặng quà Cú cũng có giải thích với mọi người nhiều lần rồi là mình mua một bộ màu chiết ở bên Cú, Cú sẽ tặng kèm cho mọi người một món quà. Với những món quà tặng kèm ở bên Cú á thì mọi người muốn lựa món gì cũng được và nhớ ghi chú vào trong đơn hàng giúp Cú là được rồi. Chỉ mong mọi người đừng có tưởng với lại đừng có nghĩ tới cái mức độ mà mua một bộ màu chiết rồi phải đi kèm một bộ màu full nữa nha mọi người. Shop yêu đồ ha, yêu shop nhiều nhiều đồ ha, thả trái tim đồ. Xong rồi cuối cùng gói hàng cũng bay ngược lại về tôi. Bởi người ta nói đúng mà, những lời ngọt ngào thì thường không đáng tin. Mà trời ơi còn gặp Cú nữa, hiền lành dịu dàng cả tim. Mua màu chiết á thì Cú chỉ tặng một món thôi. Còn đằng này xin Cú hai món, Cú vẫn cho luôn. Rồi lòng tốt của tôi, sự nhân hậu của tôi, sự rộng rãi của tôi. Cuối cùng tôi nhận lại được cái gì? Là gói hàng hoàn về nằm lạnh lẽo trên cái đôi bàn tay này. Với những giọt nước mắt chảy ngược vô trong. Kèm theo đó là sự tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần lẫn tâm hồn. Rồi nhiều lúc mình tự hỏi bản thân không biết là mình đã sai ở điểm nào. Màu chiết ra như vậy không đủ đẹp sao? Sự nhiệt tình của tôi đối với khách hàng không đủ nhiều sao? Đó, rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà Cú không biết câu trả lời nó nằm ở đâu nữa. Vậy nên mọi người giúp Cú tìm câu trả lời bằng cách nhấn vào cái link ở dưới này nè. Vì mua màu chiết ở bên Cú là sẽ được tặng quà nha mọi người. Kèm theo đó là chữa lành tâm hồn cho Cú luôn.